Em Việt xin chào quý vị và các bạn thân mến nha. Tiếp tục một video nữa là em Việt bán hàng là không lợi nhuận ha. Bán hàng bán giá vốn không là không tính tiền lời tiền lãi trong đây cho quý vị và các bạn luôn. Và có một số mặt hàng thì em Việt sẽ bán dưới giá vốn luôn. Thì quý vị và các bạn có nhu cầu thì liên hệ qua số điện thoại 0963 721 519. Số đó cũng là số Zalo của em Việt luôn. Quý vị và các bạn gọi không được thì cứ nhắn tin qua Zalo hay là nhắn tin ở SMS thì em Việt sẽ trả lời sau. Rồi, ngày hôm qua thì em Việt lên một cái clip vào khoảng 7 giờ tối á, thì có tanh nôi hai đôi, anh em cũng đã ủng hộ hết hai đôi tanh nôi rồi, một đôi 901 cũng đã được anh em ủng hộ rồi. Thì ở cái video này em Việt làm mấy đôi JBL nè, rồi Boss nè, rồi với Mỹ anh là xin nè. Rồi ở tối nay thì khoảng 7 giờ tối thì em Việt sẽ lên một cái video nữa là bán là không lợi nhuận. Thì cái video đó là chắc có lẽ là video cuối cùng, thì cũng không còn mấy cặp loa nữa hết quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có xem được video này, cho Việt xin một like, một lượt chia sẻ. Em Việt xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Rồi, đầu tiên thì em Việt sẽ đẩy cặp bot này đi. Cặp bot này là bot 301 series 3 màu đen, sản xuất tại Canada. Rồi, về phần loa bass, gân zin còn xanh cảo, màng đẹp, bao zin tuyệt đối, chép cũng vậy, bao zin tuyệt đối với các bạn bụi nè, đó, chép bao zin giấy không nhăn không gách không lủng luôn đó quý vị và các bạn. Rồi về phần thùng nè, ở phía sau quý vị và các bạn xem, và đôi này trùng số series luôn nha, trùng số series 0207A, dòng này sản xuất tại Canada. Và giữa Canada và Mexico thì nó khác nhau ở chỗ cái bát nha, chỗ có nón lò đó quý vị và các bạn. Thì dòng nào cũng là dòng xịn hết, bạn thì nói Canada hay bạn nói Mexico hay mình cũng không biết luôn. Nói chung là mình chỉ biết là mình bán hàng chuẩn zin đẹp, rồi còn hay hay không là do cảm nhận riêng của mọi người và cái sở thích riêng, có người thì thích này người thích kia, người thích ăn mặn người thích ăn ngọt. Rồi cái chiếc bên dưới này, nói chung là cặp loa này nó không xì ba tút tát nhưng nó đẹp xuất sắc theo dạng hàng bãi. Ví dụ bạn đẹp xuất sắc theo dạng hàng bãi đó. Chứ cặp này mà nếu mà lau dọn thôi, lau thôi, không cần làm bất cứ thứ cái gì, nhúng cái khăn ướt lau cho sạch là bảo đảm với quý vị và các bạn nhìn mướt liền, không chê vào đâu được. Rồi cái cặp này thì em Việt sẽ bán đúng cái giá vốn không lãi một đồng luôn cho quý vị và các bạn luôn. Đó. Thì ở trên thị trường thì quý vị và các bạn biết cái dòng Boss 301 Series 3 này màu đen thì hiện tại giá nó là 12 triệu 500 nghìn đồng là hàng đẹp. Giữa hàng Canada và Mexico thì nó cũng vậy thôi. Và Boss 301 Series 3 màu vàng thì nó rơi vào khoảng 13 triệu 500 cho đến 14 triệu. Đó là anh em bán ở trên thị trường. Thì như em Việt đã nói rồi, mỗi người có chỗ nhập hàng khác nhau. Đó. Với cặp này em Việt bao thợ thầy kiểm tra, bao đúng như mô tả. Boss 301 Series 3 hàng sản xuất tại Canada, hàng xịn. Đây, quý vị và các bạn. Thì đây họ để là USA rồi Canada này nọ vân vân đó. Thì cái hàng này ý họ nói là hàng Mỹ nhưng được sản xuất và gia công tại Canada, Mexico thì họ cũng để vậy thôi. Quý vị và các bạn. Em Việt bán cái cặp loa Boss 301 Series 3 này cho quý vị và các bạn giá là 9 triệu đồng đúng giá vốn mình nhập vô. 9 triệu đồng đúng giá vốn mình nhập vô quý vị và các bạn. Và cái cặp này thì ông Việt sẽ không bao phí vận chuyển, và tất cả các mặt hàng trong video này ông Việt không bao phí vận chuyển nha quý vị và các bạn. Đó, 9 triệu đồng đúng giá vốn nhập vô, và em Việt sẽ lỗ cái công mà mua thùng xốp nè, đó mấy thùng xốp mới đóng đi cho quý vị và các bạn công gối công chở đi đó, cũng như là bỏ lỗ cái số tiền mà mình đầu tư một thời gian mình mua để đây. Rồi
Bạn nào mua được thì chốt rẻ hơn thị trường 3 triệu đồng rồi đó. Tiếp thì một cặp bát bốt, cặp bát của lo bốt, thì cặp bát này nó một thứ màu y chang nhau, đồng màu đồng chất đó. Thì cái năm sản xuất của nó là thằng này thì năm 87, thằng này năm 86 đó. Nó sản xuất khác năm và tuy nhiên nó không khác nhau một cái thứ gì hết, đều là cái cũ số 4 hết nha quý vị và các bạn, đều là cái cũ số 4 đó, không khác nhau gì hết ha. Đó, về phần màu sắc thì không khác nhau, cũ lo cũng không khác nhau. Về hình thức ở bên ngoài thì cũng y nhau thôi đó. Đây màn giấy nè quý vị và các bạn, gân zin Boss 301. Cái bên đây á, là nó dính bụi thôi, nhưng màn không cấn không gách nha quý vị và các bạn, không nứt nha. Rồi cặp này thì mình bán cho quý vị và các bạn giá 2.500.000 đồng, 2.500.000 đồng nha. Rồi tiếp tục là một cặp lo bán lỗ vốn. Cặp này mình bao zin, bao thợ thầy kiểm tra. Cặp bát của Electrovoi, tức là hãng EV, từ 20 xương đúc, từ 20 xương đúc, bao zin tuyệt đối. Bát 40 nha quý vị và các bạn, để em việc là cái này lại. Bát 40, dòng này là dòng karaoke, thì bạn nào thích karaoke thì chơi em này đó. Quý vị nhìn thấy là màn giấy này nọ đẹp len keng xà beng. Rồi cái cặp lo bát 40 của hãng EV này thì em Việt nhập vào nó là 5.500.000 đó, giá đó là giá nhập vào, thì em Việt sẽ bán cho quý vị và các bạn giá 4.900.000, 4.900.000 nha quý vị và các bạn, 4.900.000 đồng, bao zin tuyệt đối, bao thợ thầy kiểm tra và không bao phí vận chuyển nha quý vị và các bạn, 4.900.000 đồng đó, lỗ mấy trăm nữa. Quý vị và các bạn có xem được video này, thấy video hay bổ ích, quý vị và các bạn cho Việt xin một like, thì đó cũng là một cái động lực để Việt làm những cái video tiếp theo. Và qua cái đợt hàng này thì em Việt cũng sẽ nhập một mớ hàng nữa để về chia sẻ cho quý vị và các bạn. Rồi cặp bot tiếp là bot đi ha quý vị và các bạn. Cặp bot này là bot 501. 501 này thì bát 25, 501 bát 25. Thì nói tới bot 301 thì nhiều bạn biết, còn 501 ít bạn biết, để mình đo kích thước luôn. Ngang 37. Ngang 37, sâu 37, ngang 37, sâu 37 và cao là 60, ngang 37, sâu 37, cao 60. Và cặp này thì em Việt đã test rồi và đã kéo lo bát thì đã thay gân. Quý vị và các bạn, một bát 25, một chung và một chép. Một bát 25, một chung và một chép nha quý vị và các bạn. Rồi, về hình thức thì có chày đồ này nọ. Đây là hàng không xì ba tút tát, cho nên có chày chút đỉnh thì quý vị và các bạn thông cảm. Đây, cái dòng boss này thì nó cũng có led gai nha, tức là lo trái và lo phải đó. In USA, nhìn chạm câu lo là quý vị và các bạn biết là hàng in USA đó, chứ hàng hàng mà boss này á, thì nó có rất nhiều hàng giả hàng nhái đó. Mà giả nhái thì nó không có những cái chạm câu lo như thế này, mà cái dòng 501 thì cũng không có giả nhái. Tại dòng này á, thứ nhất là cái mẫu thùng nó khó đóng, thứ hai á, là những cái nguyên liệu nó làm hồi xưa đó, bây giờ giả thì nó cũng không có giống. Và cái thứ ba là cái giá thành nó không có cao. Tuy nhiên thì âm thanh nó hay, nếu mà so với cái Boss 301 Studio 3 thì con này nó hay hơn rất là nhiều. Nếu mà so sánh về chất âm, về karaoke này nọ đó, nghe nhạc đi nữa, thì cái con 501 này nó hay hơn cái con Studio 3 này. Thì mình so theo việc nghe nha, cái này ý kiến cá nhân, thì nó khoảng 6-10 đó. Thì cái con 501 này nó 10, thì con 301 Studio 3 nó khoảng 6 thôi.
Và series 3 mình không nói là series 3 Canada hay là Mexico gì hết, mình nói là tất cả các dòng boss 301 series 3 màu vàng màu đen gì cũng vậy, nó không lợi con 501 đó quý vị và các bạn. Rồi thì hình thức chung của cái lo này à, ngay cái điểm này nè, bị cái mình để lâu quá bị anh ấy anh cạp lủng lỗ lưới rồi. Cái này á về mấy bạn có thể là để về xài hay thay lưới khác, tại vì á cái lưới này á là hiện tại nó lủng lỗ lưới này nó cũng không có dính gì vào ở bên trong này hết, bởi vì đây nó là cái miếng ván thôi, nguyên cái miếng ván nè. Rồi thì em việc chia sẻ cặp này cho quý vị và các bạn là giá lỗ vốn luôn, thì vốn con này mình nhập thời điểm trước là 10 triệu 500 nghìn đồng đó. Giờ bao zin bao hát tốt, chỉ có cái lưới là gách lỗ đó mình bán cho quý vị và các bạn 8 triệu rưỡi, không bao gồm phí vận chuyển. Cặp này 8 triệu rưỡi nha quý vị và các bạn. Nếu mà bạn nào mà không cần về hình thức chỉ cần về chất âm thì nên chơi cặp này, đừng nên chơi cặp Boss 301 Series 3. Đây 301 Series 3 mình có nha. Rồi. Chép Boss thì cái chép này có thể thay bất kỳ vào bất cứ vào cái lo nào, Series 3, Series 2 gì cũng được. Đẹp keng, giá 1 triệu 500 nghìn đồng, không bao gồm phí vận chuyển. Và ở đây thì em Việt sẽ bán vốn một cái bộ phân tầng. Cái bộ phân tầng của Pioneer để mình lấy qua bên đây mình quay cho nó rõ nha quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn nhớ cho em Việt một like để tạo tương tác tốt cho kênh nha. Rồi thì đây bộ phân tầng này là cái model là DN31, hai volume tối ưu cho cái dãy chung và dãy chép. Thì bộ phân tầng này là bộ phân tầng của Pioneer, đây là cái hàng sản xuất rời à, hàng sản xuất rời. Quý vị và các bạn thấy họ có những cái chỗ bắt ốc không? Đó, hàng sản xuất rồi. Đây, ngang là 26, chiều sâu là 14. Rồi, thì cái bộ này bình thường là em Việt bán với cái giá 5 triệu đồng. Đó, thì hôm nay em Việt bán giá là không lãi, không lợi nhuận, không lợi. Không có lấy lời thì mình bán cái bộ này đúng cái giá mình nhập vào là 4 triệu 500 nghìn đồng. Bạn nào mà chơi lo kèn thì chơi cái bộ này thì bao phê đó, mà nó lịch sự nữa. Rồi thì đây ở phía sau họ có 1 2 3 4 đường vào, thì đây quý vị các bạn thấy đường này là đường in, tức là từ âm ly mình vào đây, rồi cái đường này là đường ra lo bát, đường này là đường lo chung, đường này là đường lo chép, và cái hàng ở phía dưới này là trừ, hàng phía trên là cộng. Rồi đơn giản vậy thôi. Quý vị và bạn họ có vẽ sơ đồ, quý vị và bạn có thể xem theo cái sơ đồ này mà sử dụng ha. Đó. Này mình về mình trưng mình để trên hai đầu loa. Rồi bạn nào thích chơi chung chép nhiều quá thì cứ câu câu đây. Mình có thể xài hai chung hai chép ha. Nội thất bên trong rất là gấu, những cái bộ màu gờ, những cái bộ hộp này thì quý vị và bạn biết rồi. Đó, người ta sản xuất cho những cái đôi tai gọi là khó tánh để chơi. Rồi tiếp bên đây là một cặp còi của hãng Onkyo. Cặp mid chép này là còi gang rất nặng, ngang ngang cặp này là 30, chiều cao là 12, chiều sâu là 32. Cặp này thì vặn cái cũ ra được, vặn cái cũ ra được. HM500A, HM500A. Rồi cặp này bao zin tuyệt đối, hàng được sản xuất tại Nhật quý vị và các bạn. Cặp này thì em Việt sẽ bán cái giá vốn à, những lần trước thì em Việt nói là mình bán 5 triệu đồng, thì cái giá vốn con này á mình nhập vô là 4 triệu 800 nghìn đồng, thì hôm nay mình bán 4 triệu 800 nghìn đồng cho quý vị và các bạn. Đó. Thì quý vị và các bạn mình nói mình bán giá vốn vậy, bạn nào tin thì mua, không tin thì thôi, không có quan trọng gì. Có bạn thì chắc chắn là cũng có bạn nói này nói kia thôi. Đó là xã hội mà, trên mạng xã hội thì người vài người khác
quý vị và các bạn, rất là nhiều người cho ví dụ như kênh của Việt hiện tại là có 50 mấy ngàn quý vị và các bạn theo dõi rồi. Thì nếu mà được khoảng 50% thôi, 50% thương là mình cũng vinh hạnh lắm rồi quý vị và các bạn. Đó là xã hội của người thương người ghét. Rồi, chiều sâu của cặp loa anh Tennessee. Chiều sâu là 45, ngang là 45. Sâu 45, ngang 45, và cặp này thì em Việt đã có một cái video tháo nội thất. Cao là 61, rất là nặng luôn. 872A, dòng 872A nha quý vị và các bạn. Bát đồng trục 40, bát 40, bát đồng trục tem test còn. Thì ở phía trước này cái lưới nó dơ thôi. Hàng không xì ba tố tát, quý vị nhớ lưu ý giúp cho em Việt cái chỗ không xì ba tố tát. Thì cái cặp này ở trên thị trường anh em bán nó 28, em 9, 30. Nếu như mà cái lưới đẹp thế này chắc anh em bán khoảng 30 đó. Thì bạn nào cần thì mình sẽ mở bên trong ra, có cái video mở bên trong mình sẽ gửi qua đường link Zalo cho quý vị và bạn xem. Tại giờ ở video này mà mình mở nó thì lâu lắm. 872A Inward A. Rồi, cặp này tình trạng là hàng lo bao zin bao đẹp, thùng có chày chút xíu nhưng không vô nước hay là bể nở thùng, tức là bể nở những cái cú mà lớn lớn nha, còn những cái mẻ cạnh đồ chút xíu mấy ông thông cảm nha, giống mấy ông mà đồ như mới là không được tại mình không có xì ba tút tát nha mấy ông. Đó rồi, thì ốc ác còn đầy đủ hết, em Việt chưa bắt vô thôi. Với cái cặp này thì vốn của em Việt là đúng 21 triệu 500 nghìn đồng. Thì mình bán cho quý vị và các bạn 21 triệu 500 nghìn đồng. Lỗ công gối thùng xốp này nọ luôn. Rồi. Còn đây là cái cặp JBL Bass 30. Bass 30 từ 22 con 100. Hàng đẹp zin nguyên bản, nặng khoảng 20 mấy ký một cặp này. Ây da. Đây model của đôi lo này là E120 gạch 8. Đây một gang tay không hết nữa quý vị và các bạn, ghê không? Từ 20 con 100, cặp này nặng 20 mấy ký. Zin nguyên bản cho quý vị và các bạn, dòng này thì ây da. Karaoke là hết ý luôn. Hiện trạng lo thì đẹp zin. Đó, bụi bặm này nọ mình không có vệ sinh lau chùi gì chưa kịp làm. Quý vị về là làm giùm cho mình. Từ 22 con 100 và cặp này thì em Việt bán cho quý vị và các bạn với cái giá là 6 triệu đồng. Đó, 6 triệu đồng. Thì có giảm giá là bao ship 6 triệu đồng, riêng cái cặp này bao ship nha. Cái nào mình nói bao ship là bao ship, không là không. Thì quý vị và các bạn lưu ý giúp cho em Việt là giá ở đây là không mà cả trả giá giúp cho em Việt nha. Giá là báo chuẩn lắm rồi. Cái nào mình thấy giảm được thì mình giảm. Giảm sâu, cái nào lỗ được thì lỗ, cái nào bán về vốn được bán về vốn. Rồi, cặp này thì em Việt sẽ bán vốn nè, cặp loa Tết Lanxin đồng trục bass 40 từ ống bơ từ Anico. Và cặp này thì cặp loa Tết Lanxin bass toàn giải 40 từ Anico. Từ Anico nha. Từ này là từ Nam trong đất hiếm á. Gần vải ship tuyệt vời. Không có gì mà bàn cãi cái gì, cặp này đẹp xuất sắc theo dạng hàng bãi zin. Cặp này về anh em độ chế nghe khò khè không sướng nữa. Rồi đây cái cặp này vốn em Việt là 14 triệu 500 nghìn đồng, em Việt bán đúng 14 triệu 500 nghìn đồng, thu hồi vốn không lãi không lợi một cách, lỗ tiền công là mua một cái thùng xốp 100 ngàn để gửi đi cho quý vị và các bạn. Mấy con đó thì phải tốn hơn cái thùng xốp 100 ngàn chắc luôn. Rồi đây là cái cặp chép JBL từ 22 con 100, chép 2446H 8 ôm từ 22 con 100, họng zin luôn, không còi zin. Rồi ngang, cầu này ngang là 44, cao là 28, chiều sâu tức là chiều từ họng còi tới đít còi là 35, 36, 37. 37. Rồi. Cặp này thì nặng trên 35 kg.
cặp coi này nè, tại vì mình có bán nhiều, mình gửi đi nhiều mình biết. Cặp này thì tất cả là zin, em Việt bán vốn cho quý vị và các bạn luôn. Thì ở những clip trước thì em Việt nó bán là 15 triệu đồng, thì cặp này em Việt bán cho quý vị và các bạn vốn là 14 triệu 500 nghìn đồng, không bao gồm phí vận chuyển nha quý vị và các bạn. Rồi em Việt xin kết thúc video tại đây. Hẹn tối nay thì gặp lại quý vị và các bạn vào 7 giờ tối ha.